Xin chào các anh chị, Khánh xin đại diện cho công ty GDS Vietcap Group. Ngày hôm nay Khánh có mặt ở tiệm PS Nail ở Jacksonville, Florida để quay về video demo mà một số sản phẩm người chủ này đã xài với công ty GDS Vietcap Group. Và sau đây Khánh xin mời các anh chị vào bên trong để chúng ta xem chi tiết bên trong. Xin kính mời các anh chị. Và đây là tiệm PS Nail, nhìn rất là sang trọng và rất là lớn. Như anh Huy thì người chủ này là anh Huy, thì anh Huy cũng thấy được một số tiềm năng và những cái sản phẩm mới, và anh đã liên lạc với công ty cũng như là hợp tác với công ty để hai bên hỗ trợ với nhau. Thì Khánh sẽ mời các anh chị xuống đây, chúng ta sẽ xem một cái sản phẩm mà phổ biến nhất hiện nay. Như chúng ta được biết, đây là màn hình quảng cáo kỹ thuật số và rất là phổ biến hiện nay cho một số chủ doanh nghiệp nail. Thì màn hình quảng cáo kỹ thuật số này là một giải pháp tối ưu nhất mà chủ tiệm nail bây giờ đang áp dụng và rất là hiệu quả và thành công. Thì nói về benefit của màn hình quảng cáo kỹ thuật số này, đó là giới thiệu những cái sản phẩm và những dịch vụ mới của tiệm chúng ta đến khách hàng mà chúng ta không cần phải mời khách hay không cần phải dùng những cái lời nói chúng ta nói đến cho khách hàng. Thì thông thường theo Khánh được biết thì những tiệm nail chúng ta có sản phẩm mới hay dịch vụ mới, chúng ta train cho thợ của chúng ta, và đồng thời cái người chủ cũng phải mời khách và cái người thợ phải mời khách. Thì khi trong quá trình như vậy thì xảy ra một số điều nó phát sinh là một số người thợ không có mời chuyên nghiệp đó, thì cái người khách hàng họ cảm thấy giống như họ bị dụ để xài cái sản phẩm, hay là họ cảm thấy giống như họ bắt buộc phải xài cái sản phẩm đó, thì nó không có chuyên nghiệp lắm. Thì cái giải pháp đưa ra đó là bên công ty của chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra một giải pháp, đó là chúng tôi sẽ thiết kế những cái sản phẩm và những cái benefit của cái sản phẩm đó chúng ta sẽ upload lên cái màn hình như thế này. Thì khi mà khách hàng chúng ta đặt chân vô tiệm của chúng ta không cần phải mời những dịch vụ hay những sản phẩm đó, mà màn hình này, quảng cáo này, nó sẽ giúp chúng ta là cho khách hàng của chúng ta chi thêm tiền khi khách hàng của chúng ta đặt chân đến tiệm của chúng ta. Và đây là những cái một trong những cái sản phẩm mà rất là phổ biến hiện nay trong ngành nail. Nếu các anh chị chủ tiệm nail chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể liên lạc với công ty số 1888-389-7240 hoặc số cell phone của Khánh là 904-307-0516 hoặc truy cập website của công ty vietcapgroup.com. Với xu hướng cạnh tranh của thị trường ngày nay, bạn luôn mong muốn đưa sản phẩm và dịch vụ của mình đến khách hàng một cách nhanh nhất, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất. Giải pháp màn hình quảng cáo kỹ thuật số chuyên dụng sẽ giúp đáp ứng được mong muốn của bạn. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào việc quảng cáo sản phẩm mới và truyền tải thông tin đến khách hàng là xu hướng mà nhiều doanh nghiệp đã và đang áp dụng rất hiệu quả. Với 3 đặc điểm của màn hình quảng cáo kỹ thuật số chuyên dụng như hình ảnh trình chiếu luôn trực trở, sắc nét và cực kỳ sống động, nội dung trình chiếu là những video clip sống động và đầy thu hút, xu hướng quảng cáo ngày nay, với giải pháp quảng cáo trên màn hình kỹ thuật số chuyên dụng sẽ giúp bạn sở hữu kênh quảng cáo của riêng bạn, quảng cáo trực tiếp đến khách hàng, đưa thông tin quảng cáo đến khách hàng một cách thoải mái và ấn tượng nhất, cập nhật thông tin khuyến mãi kịp thời nhất, thúc đẩy khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn, tăng doanh thu, tăng lợi thế cạnh tranh, tăng giá trị thẩm mỹ, tiết kiệm hơn so với chi phí quảng cáo truyền thống, xây dựng thương hiệu của bạn. VDS tự hào là công ty chuyên cung cấp giải pháp và thiết lập hệ thống màn hình quảng cáo kỹ thuật số chuyên dụng với đội ngũ thiết kế nội dung chuyên nghiệp và sáng tạo. VDS là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy gọi ngay cho chúng tôi 1-888-389-7240 để được tư vấn và cung cấp giải pháp màn hình quảng cáo kỹ thuật số, hoặc truy cập website vietcapgroup.com. Thành công của bạn là thương hiệu của chúng tôi.